Hello, xin chào quý anh chị đã quay trở lại kênh nha. Hôm nay Phú giới thiệu quý anh chị một lô đất diện tích bề ngang là 4, dài 13.6 ha. Tổng diện tích là 54 mét vuông. Đây, cái lô đất của mình nằm trong khu vực ở phường Phú Hữu, đường 990 nha quý anh chị, đường 990 phường Phú Hữu. Xung quanh là đất dân cư hiện hữu xây dựng tự do nha quý anh chị nha. Xây như quý anh chị thấy hồi nãy là nhà một trệt hai lầu, nhà một trệt một lầu. Ở nhà cấp 4 luôn, quý anh chị xây dựng tự do. Đây là những cái khu xung quanh là Dragon Village, những cái khu biệt thự ha. Diện tích đất của mình là từ cái sát bên cái tường, sát bên cái nhà này luôn quý anh chị ha. Từ mép đất bên đây qua đến bên đây là 4 mét. Đấy, 4 mét nha quý anh chị. Dài sâu vô 13.6, tổng diện tích là 54 mét vuông ha, 54 mét vuông. Xây dựng tự do ở thuộc phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức nha quý anh chị. Giá hiện chủ gửi cho bên Phú là 2 tỷ 9 50, còn thương lượng quý anh chị đi xem thực tế thì vui lòng liên hệ cho Phú số điện thoại là 0905 636 448. Đường trước nhà lường hai chiếc xe hơi, mình có thể tránh nhau được nha. Lòng đường 6 mét, vỉa hè hai bên là 1,5 m. Đó, quý anh chị xem cây cối xung quanh nè. Đó, nhà thì nhà đã hiện hữu hết rồi, sát bên nhà luôn. Gia chủ về thì có thể xin giấy phép xây dựng và xây dựng lên nhà một trệt hai lầu, phía trước để xe hơi. Đó, khu dân cư này ở cũng khá là lâu rồi quý anh chị, an toàn và pháp lý nha. Có dự án Dragon Villa sát bên. Đường đi vô là đường 990 Gò Cát ha quý anh chị ha, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Đó, thì bây giờ Phú cũng đang quay lại lô đất cho quý anh chị xem. Từ mép đường này qua bên kia là 4 mét nè. Hiện giờ bên Phú cũng đang nhận ký gửi nhà đất tại thành phố Thủ Đức ha. Quý anh chị vui lòng liên hệ số điện thoại là 0905 636 448 để gửi đất nha. Giá chủ lô đất 54 mét vuông, chủ gửi cho bên Phú là 2 tỷ 9 50 nhé. Đó, đây là Phú sẽ đi ra cái là quay lại cái lề đường rồi cơ sở hạ tầng của anh chị xem nè. Điện có sẵn rồi. Đó, lề đường, lòng đường, chảy nhựa. Hai xe tránh nhau ha. Ở đây ra hai bên. Ở đây là khu dân cư hiện hữu nha quý anh chị ha. Đây. Chiều đến là tập có cha con là tập thể dục kìa. Đó, quay lại lô đất xung quanh hết nha quý anh chị. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi, vui lòng đăng ký like và subscribe kênh Sĩ Phú TV nha. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều, chúc quý anh chị luôn có sức khỏe, vui lòng liên hệ số điện thoại để đi xem đất thực tế ha.